Vâng, chào tất cả các bác nhé. Em là Trường Hàng Bãi Nhật. Hôm nay tiếp tục em về rất là nhiều mặt hàng để giao lưu với các bác nhé. Đặc biệt hôm nay thì em có một số cái hàng thanh lý nhé. Đấy, hàng thanh lý này em bán theo mớ luôn để giao lưu các bác. Cũng có cả đây gì cái đầu karaoke đó này. Đấy, thanh lý luôn 200.000. Đó, hàng mới chưa qua sử dụng nha. Còn nhiều cái còn có cái gì của Nhật đây mà nó nhìn nó cũng lạ lắm, dành cho em bé. Nếu bác nào mà nhà mà có con dâu con rể gì mà chuẩn bị mà sinh nở đồ các kiểu, mua cái này về cũng hay. Rồi, và rất là nhiều cái mặt hàng khác đấy nhá, cũng có cả loa đài. Bữa trước thì các bác ấy đồ gì là cần mic miếc thì loa đài mic miếc đồ các kiểu đấy. Thì hôm nay nó em dọn nhà ra đấy, lại thấy được một mớ nữa đấy, giao lưu với các bác luôn. Rồi, và rất là nhiều cái mặt hàng khác nữa các bác nhé, motor quạt rồi vân vân và mây mây, có cả thì đèn led trần nhà nữa này, đấy, led trần này, rồi sạc bình ắc quy, ui giời, dây điện nhá, dây điện có cả dây đơn, đấy 4.0 nhá, đấy dây 3 pha 0.75, đấy giao lưu với các bác luôn. Thì trước tiên vào video thì các bác vào đây chơi với em Trường. Có gì cho em Trường xin một nút like, một nút đăng ký kênh và một nút chuông theo dõi để ủng hộ kênh cho em Trường với nha. Rồi, để đỡ làm mất thời gian của các bác thì em đi vào vấn đề chính luôn. Đấy. Rồi, gần đây nhất đây, sản phẩm đầu tiên. Đây. Sản phẩm đầu tiên thì cái này là một cái đầu karaoke. Thì ở đây thì em thấy nó cũng nhiều chức năng, nhiều chế độ. Khay này thì gắn ba cái đồ thẻ nhớ đồ gì này, rồi gắn USB này, rồi còn dưới đây xem sao. Dưới đây thì đó thì nó cũng là các cái thím đồ gì của nó thôi. Đấy. Rồi, cái này là Make in China, điện 220V. Con này hàng mới chưa qua sử dụng nha. Đấy, bác nào mà đam mê mà cara cũng ok thì cái này thì vừa tầm luôn. 200.000 thôi. Cái này các bác mua mới thì hàng tàu hay hàng ta gì China hay chi nhiếc gì thì cũng cả triệu bạc chứ không ít đâu. Thôi giá 200.000 nha. Còn anh này em nào mà về mà gỡ linh kiện thì cũng ok luôn. 200.000 trong đây quạt tản nhiệt rồi ba cái đồ linh tinh ở trong đây thì gỡ ra cũng đủ vốn. Rồi, mã này hôm nay là em lấy cái mã thanh lý là mã T đi. Mã T, T1 nha. T1, 200k. Rồi. Rồi, còn đây thì là một cái máy hút bụi. Cái này thì dành cho xe hơi. Đây, nó có cái tẩu này. Đây, có cái tẩu này. Máy hút bụi thì dành cho xe hơi, ô tô gì thôi. Ở đây thì nó có cái đèn này. Cái dây này thì nó cũng linh động đó. Thì cái này thì các bác có thể là quét ở hút ở ghế đồ gì các kiểu nha. Rồi. Cái này thì cũng là thuộc cái dòng hàng thanh lý thôi nên là em bán 100.000. Rồi mã T2 100k nhé. Cái này số lượng cũng chả có đâu, cũng có một cái. Mã T2 đấy, 100k. Đấy, T2 100k nhé. Rồi, còn đây. Đây xem coi. Rồi sản phẩm tiếp theo đây thì là một cái camera này. Đấy, camera này thì các bác có thể là gắn vào máy tính này, máy tính laptop của các bác hoặc là máy tính để bàn của các bác này. Đấy, để gọi điện Zalo hoặc là gì đó thì các bác chat chít gì Facebook, Facebook gì thì đấy tùy các bác. Đó. Rồi. Này thì cũng hay thôi. Nói chung thì cái này thì các bác mua lẻ thì cũng khá nhiều tiền đấy. Rồi xem coi, còn cái này thì là một cái tai nghe. Xem còn tai nghe trong đây không. Rồi, tai nghe có dây này. Đấy. Đấy, có tai nghe đồ các kiểu này. Tai nghe. Có này xinh tươi này. Cái này là một cái bóng đèn ngủ. À, cái này thì các bác nhà nào có con nhỏ thì các bác có thể là mua cái này gắn vào này. Đấy, cái đèn ngủ không thì cũng mua cả mấy chục ngàn, trăm ngàn cũng có rồi. Đấy, cái này gắn vào luôn là cái ổ điện của các bác này. Đấy. Tôi xem coi. Ô đèn nó sáng luôn các bác ạ, đèn sáng luôn. Hình như cái này nó có tích điện các bạn.
À, cái này thì nó có tích điện giống như kiểu là bàn, cái đèn để các bác cho con cái học bài thôi. Con này thì là cái nút sạc của nó. À, rồi rồi rồi. Đây, kéo cao được lên như này hết cỡ. Đấy. Đấy, bác nào có cháu bé nhỏ thì cái này cũng rất là xinh. Đấy. Để cho các cháu học bài. Rồi. Ở đây thì là một cái bóng led. À, công suất của nó 5W, 5W. Rồi. Rồi, bộ bằng này cái nhá, 150.000. Có 150.000 mà nãy giờ nói nhiều mất thời gian quá. T này là T3 150k. Rồi. Rồi, con này thì đặc biệt này. Này đặc biệt. Này thì hàng người ta đặt bom bom hàng Lazada các bác ạ. Cái này nó đặt tận ở bên Nhật về luôn. Hàng Lazada và có Lazada đồ gì là Nhật nó cũng bán được các bác. Đây chữ Nhật đầy này. Chữ Nhật nhưng mà lại là sản xuất tại Korea, Made in Korea này, Hàn Quốc. Cái này thì theo cái hình vẽ ở đây thì em thấy giống như là cái nồng để hấp hấp cái khăn giấy để chùi đít cho trẻ con đấy các bạn. Đấy. Điện của nó là điện 110V nhé. Điện 110V hàng Hàn Quốc xuất Nhật. Đây. Ở đây nó có ghi cái thông số ở đây này. Đây. AC là 110V này. Thì ở đây thì nó làm thì cũng rất là đây. Đây cái nắp của nó như thế này. Đấy, mở ra thì đây chắc là để khăn giấy vào xong rồi mình lấy ra để mình chùi đít cho con hay sao ấy. Cái này nồng này nó là nồng hấp, nồng đấy thì nó ghi là 65 độ C. Biết là để cho nó ấm hay sao, để lau cho nó ấm cái đít thì sao. Rồi. Nói chung thì cái này thì chuyên dành cho bác nào mà có con dâu hoặc là con gái mình sinh nở thì kéo chị ấy vào xem trực tiếp luôn nhé. Đấy, thì mua thôi 200.000. Đấy, cái máy này để mà hấp khăn hấp đồ như thế này. Ở đây em nhìn thấy cái hình ảnh baby đồ cái kiểu này. Đây này, ở đây thì có cái tay hình tay người rút cái khăn giấy ra này. Nhà em cũng mới sinh cháu là 4 tháng tuổi rồi nhưng mà bây giờ moi ra mới thấy được cái này nên là bây giờ thì xài được 5 tháng tuổi rồi thì vài bữa nữa thì nó cũng không dùng nữa, không phí. Thôi để bác nào dùng thì dùng nhé, hàng mới chưa qua sử dụng đâu. À, mã này là mã T4 200k. Đấy. Hàn Quốc xuất Nhật. T4 200k. Rồi, mã T5 thì ở đây á, thì là một cái đèn học bài. Đấy. Này có cổng sạc USB đi kèm luôn này. Cái này thì hiện tại thì em thấy nó hết pin rồi. Chả biết nó còn sống chết thế nào nữa. Thì hàng này thì nói chung là hàng người ta bom đấy, bom Lazada đồ gì đấy. Đó. Con này thì là cái máy xay tỏi này. Pin thì vẫn còn. Đấy. Vẫn quay nha. Xay tỏi ớt này. Rồi còn đặc biệt đây nữa, bác nào mà chất chơi người rơi thì cái này có thể là cắm điện vào cái cổng USB. Đấy, cổng cái cục sạc điện thoại của bác này. Này vừa là có xoay có ấy nhạc được này. Có loa nữa này. Đó. Đây thì các cái điều chỉnh của nó. Đó, xem coi còn cái gì nữa không. Đấy cái loa này thôi bình thường là các bác cũng phải mua tầm 350 nhá. Cái này này. Loa này đấy, chẳng qua cái này hàng thanh lý thì em gom gọn lại như này giao lưu các bác luôn. Đó, cái này là 180.000, mã T5 180k đó nha. T5 180. Rồi sản phẩm tiếp theo đây. Cái này thì sạc bình ắc quy nhá. Này sạc bình ắc quy này nó đến từ thương hiệu là Bolami. Đấy. À, cái này thì công suất của nó này, đây công suất của nó thì nó là sạc auto từ 12V cho đến là cái bình 12V cho đến 24V.
sạc từ 3A đến 3 cho đến 200Ah này. Đấy, sạc cho các cái bình như vậy nhá. Đấy. Auto. Còn sạc mấy cái bình 12V hay 24V được sạc auto luôn. Đó, bình xe hơi, xe máy đồ các kiểu thì vô tư nhá. Đó. Cái này thì chắc cái đèn này nó sáng lên khi nào sạc bình 12V nó báo chỗ này, 24V nó báo chỗ này chăng. À, rồi, còn đây thì cái quạt tản nhiệt ở bên sau này rất là êm ái luôn các bác nhá. Rất là êm ái. Bác mà cắm sạc nó giống như kiểu là không chưa từng nghe cái quạt nó chạy. Rồi. Rồi, còn đây thì kẹp bình nhá. Đấy. Đấy, hàng này thì khá là ok luôn các bác. Con này thì giá là 550 nha, sạc bình ắc quy. Đấy, 550. Mã T7. Này hàng rất chất lượng luôn, T7. T7 550. Có T6 được. À, xin lỗi. Mã T6 nha, sạc bình ắc quy, mã T6. T6 550. T6 550. Sạc bình ắc quy. Rồi, sản phẩm tiếp theo. Đây. Thì cái này không biết là cái gì đây. Camera nha các bác nha. Đây, camera mini. Xem coi còn cái này có thể treo được này. Rồi gắn thẻ nhớ vào đây các bác này. Rồi cái cổng nguồn của nó đây, thì ở đây thì cái dây nguồn của nó bị mất rồi. Đấy. Vận chuyển đi qua lại rồi nó mất cái dây nguồn rồi. Dây nguồn này là cổng USB thôi. Các bác có thể là lấy cái chân sạc điện thoại của mình để sạc để mà cấp nguồn cho nó cũng được thôi. Đây rất là dễ nha. Rồi còn đây là một cái đài. Đài thì nói chung là đây. Đấy, hàng đi học về xong rồi nó bị mất cái nắp ở chỗ này, gắn pin vào thôi các bác. Đây thì cái phím vặn này, AM, FM gì đây này. Đấy, phím điều chỉnh. Rồi con này thì điều chỉnh âm lượng vôn. Con này thì dò tần số đồ các kiểu. Cái này thì kiểu nó như vậy nhá. Và chữ nghĩa thì nó viết tùm lum tà la đấy, chả hiểu nó viết cái gì. Đấy. Là một cái đài radio nhá. Làm nhìn giống như là cái cục gì ấy. Rồi. Ở đây thì cũng là một cái đèn nữa nha các bác nhá. Đây cái đèn học sinh nữa này. À, đèn nhỏ học sinh. Đây. Rồi. Rồi còn đây thì là một cái bộ điều khiển. Này thì em không biết nó điều khiển để làm cái gì đây. Cái này là chắc là điều khiển tắt mở gì đó đây các bạn ạ. Tắt mở gì nhá. Cái này thì các bác về nếu như mình có thể biết thì mình có thể là mình chế cháo để gắn vào điều khiển máy bơm tắt mở từ xa gì đó. Theo em hiểu là như vậy. Đây nó theo bộ như này thì em không rành lắm nhá. Nó có cái điều khiển đây rồi. Có cái bộ có bộ điều khiển đây, còn đây thì chắc là gắn dây điện vào nên mà không biết gắn kiểu gì thôi. Rồi. Này mã này giá 180 luôn đi. Mã này là mã T7 180. 180k. Đấy, T7 180k luôn nhé. Rồi sản phẩm tiếp theo. Đây thì cái này thì rất là độc đáo. Cái này thì không biết là để làm đo cái gì đây các bác ạ. Bác nào biết thì có thể để dưới comment giúp em nhé. Cái đây nó có một cái kẹp này. Còn đây thì nó ghi là cộng trừ gì. Còn đây là vôn. Để đo cái dòng DC từ 3 cho đến 36V. Cái này chắc là kiểm tra coi là cái thông số của cái bình hay là gì đó các bác ạ. Đấy. Rồi. Này thì không quen. Rồi còn đây thì là một cái đồ bấm game. Đây. Cái này thì đây thì là đồ chơi game đồ các kiểu này. Đồ chơi game. Rồi thêm một cái đèn học nữa. Đấy, thêm một cái đèn học nữa. Rồi, cái này thì coi như là hai cái này giống như kiểu là tặng đi. Ở đây nó đi kèm vào đấy đi. Đấy còn cái này thì giao lưu luôn là mã này là 120.000 nhé. Mã T8 120k.
cái này giá cũng phải hơn nữa các bạn. Này đo mua không có rồi. Đấy, tiếp theo mã này T8 120K rồi. Bây giờ này, cái này là một cái tai nghe. Đấy. Đấy, tai nghe này thì nó có, xem coi này, nó có sạc pin tích điện luôn này. Đấy, tai thỏ nữa. Úi giời, đây bác nào mà có con gái yêu đồ các kiểu hay là con trai cũng được, cái này thì đeo nghe nhạc thì cực phê, các bác đeo còn sướng. Đấy, này mở thêm một cái bài nhạc sàn nhạc đồ như nữa. Rồi còn đây thì là một cái micro. Rồi còn này thì đầu gắn này, đầu gắn này, cái này có thể rắc này chắc gắn được cả vào điện thoại, vào máy tính cũng được luôn. Rồi thêm đây là một cái camera mini nữa, camera mini này. Đấy, cái này thì các bác có thể là mình đây đây nha, camera này, mặt cam này. Gắn để theo dõi theo đồ gì tùy các bác thôi. Đấy. Rồi đấy. Các bác bình thường mua cái này cả 100.000 rồi. Đấy. Rồi một bộ như thế này giá 180 luôn. Rồi mã này là mã T9 180K. Đó, T9 180K nhé. Rồi còn đây là cái mã tiếp theo. Đây thì một cái tai nghe này. Đây. Một cái tai nghe như thế này nha, màu xanh. Đó, một cái micro này. Đây, cái chân cắm của nó đây. Rồi thêm một cái này nữa là cái vừa là đồng hồ luôn này, đồng hồ mặt gương. Đấy, đồng hồ mặt gương như thế này nhá. Xem coi cái này thì ngày trước em cũng có về em bán rồi đấy, giá của cái này là 230.000 ạ. Đây tự dưng đây có cái này thì cổng sạc của nó đây nhá, hàng mới chứ có sử dụng đâu, các bác về sạc điện mình xài thôi. Này nó không có nút nguồn gì đâu các bạn, cứ cắm điện vào sạc đủ là nó tự chạy. Rồi. À, mã này là mã T10 nhá. T10. Rồi. Con này giao lưu các bác luôn 180.000 nhá. Đấy. Giống như kiểu là bán một cái còn tặng vài cái liền đấy. Đấy, về các bác xài được cái gì các bác xài nhá. À, thanh lý này em vét ra, vét kho ra để giao lưu các bác luôn. Ôi, còn đây thì là một cái micro luôn. Đấy, micro này. Đấy, còn cái chân của nó này. Đấy. Còn đây là một cái đèn này. Đấy, cái đèn này thì nó có hít nam châm ở đây này. À, nhưng mà cái này nó xài pin chứ không xài điện nhá. Đây các bác về gắn pin vào này. Ối hàng để kiểu nó chắc nó tồn kho rồi các kiểu thì cái chân pin nó bị hơi han tí được các bác ạ. Tuy nhiên thì các bác có thể là thay cái pin chung nhá. Nếu không xài được cái cục mà để mà gắn pin tiểu này thấy nó có vấn đề, nó hơi han tí, các bác có thể cạo ra xử lý, còn không thì các bác gắn cái pin chung vào, gắn trực tiếp vào đây vẫn được nhá. Rồi. Để mình xài, nút công tắc đây thôi, bóng nét thì dễ gì nó hỏng. Đấy, hàng cũng để lâu rồi nó vậy. Rồi, còn đây thì cái điều khiển. Đấy, điều khiển này thì của cái đầu karaoke hay sao ấy. Đây có gì đây, loa gì đây không biết. Thôi kệ nó, có ở đây thì các bác về có. Đấy thì điều khiển cái gì điều khiển. Rồi đây thì cái này lấy cái dây dây sạc nhá. À, dây chuyển gì đây này. Rồi. Còn đây thì là một cái tai nghe. Đấy, đây nó còn mới, nó chưa bóc ra luôn này các bác này. iPhone 12 này. Rồi. Thêm cái nữa là cái gì? Đấy, bộ đuổi muỗi. Đuổi côn trùng. Cái này em thấy ở trên TV người ta quảng cáo là đuổi côn trùng. Ôi. Mà cái chân của nó không biết làm sao nó lỏng lỏng ra các bác ạ. Các bác về có gì gỡ ra một tí nhá. Tại vì chắc là do vận chuyển hàng tồn kho nên nó hơi lung lay tí. Gỡ ra mình xem coi nó như thế nào ở bên trong nhá.
di chuyển xong rồi nó bị tụt ra, hoặc là mình dán lại, lấy keo 502 mình dán lại cho em nhé. Đó, lưu ý cho các bác vậy. Thôi được rồi, cái này thì giá là 180.000 luôn cái bộ này. Đấy, rất là nhiều món. Mã này là mã T11 11 180k. Rồi còn này thì T12, cái này thì bóng nét xe máy này. Bóng nét xe máy này. Đấy, đèn pha gì đó. Đấy, cái này mua hàng mới chưa có sử dụng các bác. Còn đây thì là một cái tai nghe luôn. Cái này tai nghe luôn này. Rồi cái này là một cái loa. Đấy. Cái này thì lấy các bác mã T12. T12 đây 150 nha. 150k. Đấy, còn đây thì cái dây gì đây này, chả biết. T12 150. Rồi. Rồi còn đây là cái T13 thì gồm cái tai nghe này. Rồi thêm một cái này nữa là ôi cam cái này nhiều quá. Tai nghe, rồi cái camera này. Rồi tay cầm này thôi. Rồi, hai cái này em lấy bác 150 nha. Em viết vào đây về các bác chùi như cái nhá. Tai nghe này. 150.000. T19. T12. T13. Mã này là T13. 180.000 đi. Đó. T13 8. Rồi T14 này. T14 thì cái này có cái gì đây? Đồng hồ. Đồng hồ này, đồng hồ đồ chơi thôi, trẻ con này. Rồi con này thì cái micro này. Rồi đây thì có cả camera luôn này. Đây, cái này gắn vào máy tính này. Này đồ đuổi chuột này. Đuổi chuột đuổi dán gì đây này. Đây còn cái này là một cái ca giữ nhiệt luôn. Ôi giời. Ngon này các bạn. Rồi cái này là đây. Ui, này cốc pha cà phê sao bác? Đây ui giời. Còn có nắp ở dưới này. Cái này làm gì? À để chia cà phê cho các bác uống à. Ừ, cái này cũng hai tầng luôn các bác nhá. Mình uống được hai loại nước luôn. Rồi cái này 200k 250 đi. 250 đi, 200k thì kéo quá. Rồi, mã này là T bao nhiêu ta? T14. Thôi. 50 bạc nó cũng chả là cái gì. Uống cà phê một hành lý hết thanh lý luôn. T14 200.000. T14 nha. 200k. Đó. Sản phẩm tiếp theo là cái dây điện này, là dây điện 4.0 nhé. Nó đây, cái dây này là dây đồng nhé. Đấy. Này thì nó sản xuất nó theo cái công nghệ thì châu Âu. Đấy. Này là nó là hàng của Tifa này, Tifa KB này. Đấy. Dây này 4.0 thì các bác về mà làm dây nguồn, dây tổng thì cái này tuyệt vời luôn. Đấy, chất nhựa của nó thì cũng khá là ok luôn các bác. Nó không kém gì cái nhựa của thằng Kawasaki mà bữa giờ em vẫn bán giao lưu các bác đâu. Đây. Đốt nóng đồ các kiểu. Chó quá. Đó. Nhìn cái chất nhựa của nó rất dài, rất tốt luôn. Cuộn này là 100m nhé. Cuộn 100m. Và em giao lưu với các bác luôn là giá là 1.100.000 và chuyển khoản bao ship luôn nhé. Đấy, dây điện Tifa, dây này là 4 chấm nhé. Dây 4 chấm. Đây này. 4mm này. Hình mét vuông này. Đấy. Dây của nó đây. Đấy.
rất rất to luôn. Về các bác làm nguồn tổng thì này tuyệt vời luôn. 1 triệu 100 ngàn. Chuyển khoản bao ship một cuộn như thế này. Các bác cứ nói là dây điện thi pha 4 chấm nhá. Đấy, 1 triệu 100 ngàn chuyển khoản bao ship. Chứ em khỏi phải ghi mã. Đó, này thì số lượng nó cũng còn ít thôi. Rồi, còn đây thì là một số cái eto. Đây eto để bàn này, các bác có thể là mình chế cháo, mình kẹp cái gì mình kẹp này. Cố định nó lại rồi mình kẹp mình làm việc những cái gì đó hàm xì những cái chi tiết nhỏ nhỏ thì cái này mình sử dụng được. Cái này mở rộng ra thì nó chắc nó cũng tầm cỡ khoảng là 6-7 phân. Đấy, mình kẹp ba được những cái đồ chi tiết vừa. Giá của cái eto để bàn vuông như thế này đây nhá. Eto này là 80.000 nhá. Eto đen đi. Tại vì có mấy loại eto bên em để phân biệt cho nó rõ này. Rồi, eto để bàn đen. Giá 80k một cái nhá. Rồi, còn đây là một số cái bóng đèn trần nhà. Đây, bóng đèn trần nhà thì ở đây em có hai loại như thế này nhá. Đấy. Bóng đèn này thì ánh sáng trắng này. Bóng đèn này ánh sáng gì á? Trắng luôn đúng không? Bóng đèn này ánh sáng trắng nhá. Thì cái này em bán theo cặp luôn. Và các bác mua một cái thì 100 ngàn cái. Đấy. Bây giờ có hai loại bóng led. Thì ở đây em phân biệt cho các bác nhé. Cái loại mà không có viền. Còn loại viền vàng này. Loại viền vàng thì 110.000 một cái nhé. Loại viền vàng này thì 110.000 một cái. Loại có viền vàng như này là 110.000 một cái. Này nhỏ hơn mà nhìn nó đẹp lắm. Đây. Này nhỏ hơn nhìn đẹp nhé. Hàng này thì em nhập giá nó cao hơn. Cũng là ánh sáng trắng luôn đúng không em? Cái này là 3 ánh sáng, 3 chế độ sáng. Đây là chuyển được 3 chế độ sáng, ánh sáng trắng, vàng nữa hả? Trắng, vàng, với lại trắng, pha gì? Em lấy cái ổ cắm ở đây test luôn cho các bạn đi. Rồi, còn cái đèn trần này. Đấy thì là kích thước của nó là... Kích thước được ta. Cẩn thận xem cái dây điện không có giật cho teo mỏ. Đây, cái này thì đổi điện làm sao đây? À, tắt đi mở lại là nó thành ánh sáng khác à? À, tự tắt tắt đi đổi tắt mình tắt tắt công tắc đi mà bật lại thì nó sẽ ra ánh sáng khác nhá. Đấy, 3 chế độ sáng. Đấy, rồi. Rồi rút điện ra rồi. Rồi, nét viền vàng như này, giá là 110.000 một cái nhá. Đấy. Này thì kích thước của nó cỡ khoảng là 14-15 phân thôi. Đấy. Còn này thì kích thước của nó khoảng là 18 phân này. Kích thước của cái này thì 18 phân. À, cái nét này thì em bán theo cặp nhé. Đấy. À, cái nét mà không có viền này. Đấy. Thì 190k một cặp. Hoặc là các bác mua lẻ thì 100.000 một cái nhé. Đấy, thì các bác. Ống led trần nhà loại không viền thì 190.000 một cặp, loại có viền thì 110.000 một cái nhá. Đấy, ống led trần nhà. Rồi, sản phẩm tiếp theo là một cái đồ gác dao. Đây, gác dao này thì nó là gác dao của Nga, hàng là Make in China xuất Nga nhá. Thì cái này thì nó khá là ok luôn các bạn, xài cực sướng luôn các bạn. Đây. Cái đồ gác dao như thế này này. Đấy, các bác có thể là chiều dài của nó thì cỡ khoảng là 50 phân. Đấy, gác được rất là nhiều dao kéo lên này các bác. Cái kéo này do cái mặt phẳng nó không có nên là nó hơi khó hút hơn là những con dao. Lấy cho anh cái con dao kia đi. Đây. Dao này là nặng là 0,5 kg nhé.
Đấy, cái dao này nặng 0,5 kg đó. Đấy, nửa ký độ kg mà nó còn như thế này. Đó. Đồ hít dao này giá là 180.000 nhá. Hít dao Nga 180. Còn đây. Đây thì là cái gạt tàn thuốc nhá. Đấy, cái gạt tàn thuốc này á thì nó có hộp quẹt luôn này. Cái này thì đổ xăng vào đây các bác. Đấy, nhìn rất là xa. Đấy, cạ nửa ở đây này, đã nửa. Đấy. Rồi. Gạt tàn thuốc này thì giá là 190.000. Đấy, gạt tàn thuốc kèm hộp quẹt. Đấy, giá 190. Còn loại này thì gạt tàn thuốc hình voi. Hình voi này thì cái này của nó là kim loại này. Đấy, gạt tàn thuốc hình voi kim loại như thế này thì bên em đang bán với giá là 250 một cái nhá. Đấy, nhìn rất là xa, có nút đậy mở luôn này. Đấy. Thì nó có cái vòi nhấc ngược lên về và có cái vòi cục. Đấy. Thì nó cũng cái cỡ thì như nhau thôi, nhưng mà cái kiểu vòi nó làm theo kiểu thế khác nên em gửi ngẫu nhiên cho các bác nha. Cái này thì hàng nó cũng về ngẫu nhiên luôn nên là em gửi ngẫu nhiên cho các bác. Đây, bác nào mà hút thuốc hoặc là mình có chồng con hút thuốc thì các bác mua tặng các bác trai, giá 250 nhá. Gạt tàn thuốc hình vòi giá 250.000. Rồi, sản phẩm tiếp theo đây. Đây. Sản phẩm tiếp theo đây là một cái motor quạt này. Đấy, cái motor này thì motor để các bác chế cháo quạt này. Đấy. Giá là 80.000 một cái nha. Motor chế quạt giá 180.000 cái. Điện thì các bác xài điện 12V, 24V vô tư rồi, xài bình rồi các kiểu này. Đấy, về các bác có thể là chế là phòng khi mà mùa mất điện như vừa rồi thì các bạn mình tự chế cho mình cái quạt thôi. 85.000 một cái motor chế quạt nha. Đấy. Này nó quay cũng rất là mạnh luôn. Này. Đây. Này quay thì khá là mạnh mẽ luôn các bạn. Đây. Test thử cho các bạn này. Đó. 85.000 một motor chế quạt. Đấy. Hoặc các bác nào mà về mình có thể là mình chế thuyền chữa bè thì tùy các bác. Đấy. Dành cho những bác nào mà đam mê độ chế nhỉ. Rồi, con này thì vòi xịt rửa xe này. Đấy. Rồi, em ơi lấy cho anh cái xịt súng phun sơn đi rồi. Mới về hàng đúng không ạ? Còn đây thì vòi xịt rửa xe tăng áp này. Đấy, cái này chiều dài của nó là cỡ khoảng là tầm 50 phân. Đấy, 50 phân. Đó. Thì ở đây thì cái vòi xịt rửa xe này thì bên shop đang bán thì đây để điều chỉnh này. Đấy. Đấy, phun mạnh phun yếu này. Đấy, vòi xịt rửa xe này là giá là 250 nhá. Đó, vòi xịt rửa xe 250. Còn đây là một cái bộ chốt cửa tự động. Cái này thì nói chung thì nó xài rất là dễ xài được các bạn. Rất dễ xài. Cửa lùa các bác cũng có thể sử dụng được nhá. Này cửa lùa này. Đấy, nếu chế cửa lùa thì các bác đẩy lùa kiểu như này. Đấy, đóng. Đấy, ở nếu mà không biết cách mở thì không mở được đâu, phải nhấc cái này lên mới kéo ra được này. Đấy. Rồi là mình có khóa, mình khóa lại đây. Nói chung thì các bác nào mà mình hay quên đóng cửa, gài cửa thì mình sử dụng cái này rất an toàn. Còn nếu mà cửa hai cánh này, cửa hai cánh thì mình đóng theo kiểu này. Đó, dập lại cái là thôi, chốt cứng lại. Không mở không ra được nhá. Rồi. Giá của bút chốt cửa tự động này thì bên em đang bán với giá là 45.000. Đó, chốt cửa tự động. Rồi, thêm đây nữa là một cái đóng cửa tự động. Chốt cửa tự động rồi bây giờ lại còn có cả đóng cửa tự động nữa. Đấy, đóng cửa tự động này thì giá là 150 một cái nhá. Ở đây này. Đấy, cái lực của nó rất là căng nhá. Đây. Cái này thì khi mà mở cửa ra thì cái này nó sẽ là tự động nó đẩy lại đấy các bác. Đấy, mình vặn nó này. Đây. Đây. Ở đây có con năm như thế này. Đó. Cái này thì gắn vào đố cửa thôi. Còn này thì mình cứ để ở trên cánh cửa. Đấy, mở cửa ra thì nó sẽ tự động đóng cửa lại. Áp dụng cho những cái cửa một cánh hoặc hai cánh tùy các bạn. Các bạn muốn tự động đóng kiểu gì cũng được. Hai cánh thì dùng hai cái hai bên. Đấy. Rồi.
Và ở đây thì là để mà nó đóng mạnh hay đóng nhẹ, cái lực mạnh hay lực yếu thì các bác điều chỉnh ở đây nhé. Có kèm thêm cả một cái đầu lục giác để đi kèm để cho các bác điều chỉnh nhé. Rồi, bộ đóng cửa tự động này giá là 150.000 một cái nhé. Thân của nó kim loại nhìn cũng rất là sang, sơn màu đen nhìn cũng sang trọng. Rồi, còn đây thì kéo LS, đây kéo LS nó đến từ thương hiệu LS nha, chất thép là SK5 theo tiêu chuẩn của Nhật luôn này. Đó, hàng khá là ok nhá, kéo cán đen giá 100.000, bữa giờ em giao lưu các bác là khá là nhiều rồi, nên là bác nào mà có nhu cầu làm bonsai cây cảnh hoặc tặng bạn tặng bè thì cái này cũng khá là ok luôn, có 100.000 này. Kéo cán đen, kéo cắt cành cán đen 100k nha. Rồi, còn đây thì bộ bánh xe, bộ bánh xe này thì chịu tải cỡ khoảng là 1 tạ, các bác có thể là về mình chế cháo cho em là cái loa đài, cái loa mà loa kéo của các bác ạ. Đấy, nhiều cái loa mà nó bị không có bánh xe, bị mất bánh xe rồi mình chế vào cái này đẩy đi đẩy lại trong nhà nó cũng tiện đấy. Có hai bánh có khóa và hai bánh không có khóa, 180.000 một cái nha. Bánh xoay được này, giá đường kính bánh này là 4 phân, hàng mới chưa qua sử dụng đâu, hàng rất là ok luôn. Bộ bánh xe màu đen này ha, đấy, giá là 180.000, 180.000 nhá. Rồi còn đây là cái kính đúc để bàn này, đây. Kính núp để bàn này á thì nó có cái đèn đây, đèn led ở đây. Đây kính này. Đấy, để các bác sửa chữa điện tử đồ các kiểu ha. Đây thì kẹp ba cái đồ bo mạch đồ như này. Đồ chỗ để mà mình bỏ nhựa thông, bỏ kim hàn rồi, nói chung thì dân mà là thợ điện tử nhìn phát biết liền. Đấy, để làm được cái gì. Đấy, cái này thì điều chỉnh độ cao thấp nhá. Rồi, kính núc để bàn này thì bên shop đang bán với giá là 250 một cái nha. Kính núc để bàn 250.000. Đấy. Rồi còn đây là cái bộ rũa kim cương nha. Đấy. Bộ rũa kim cương này đấy là giá là 110.000. Cái này thì gồm có 10 đầu. Đấy, gồm có 10 đầu. Kích cỡ của nó là 5 x 180. Đấy, nhân với 10 đầu. Đến từ thương hiệu nổ Hugo. Đấy, khá là ok luôn. Giá là 110.000 bộ rũa kim cương. Rồi, sản phẩm tiếp theo là một cái kẹp kẹp điện thoại. Cái này các bác để ở trên xe hơi thì khá là ok luôn. Cái mút này thì nó để là hút kính này, hút kính hoặc là các bác là hút ở bàn cũng được thôi, bàn làm việc của các bác là bàn có mặt phẳng đồ các kiểu này khá là ok. Đấy, cách sử dụng rất là đơn giản luôn. Đấy, còn này thì có thể là quấn cong bẻ thẳng được thì tùy các bác thôi, này rất là chắc chắn luôn nha. Cái này nó chịu lực được cỡ khoảng là 10 kg vô tư luôn đấy các bác, thậm chí mà gắn lên trên đấy rồi để bẻ cong lên mình còn có thể là treo được đồ luôn, chứ không cần phải chỉ không chỉ riêng là kẹp điện thoại không đâu các bạn. Đây này, lực nó rất là cứng luôn. Đây, đây nhá, mình để trên mặt phẳng kính như thế này, xong mình bóp cái này xuống này, đó là nó hít này. Đấy, đây các bác thấy không, em nay nó chỉ có nay được cái này thôi chứ còn nhấc lên rất là khó nhá. Đấy, lực của nó phải tầm cỡ khoảng là 15-20 kg chưa chắc là ăn nhầm với nó đâu các bạn. Đó. Rồi, kẹp ô tô loại xịn như thế này thì bên shop đang bán với giá cái kẹp điện hả 85.000. Rồi. Rồi, giá để điện thoại ô tô. Đấy, loại xịn đấy 85k nhá. Đấy, giá đỡ điện thoại ô tô giá 85.000. 85.000 thôi xài cực sướng luôn. Rồi. Còn đây là cái gì đây? À đây là một cái lấy dấu nhá. Nó đến từ cái thương hiệu là Tajima. Đấy, Tajima này. Rồi, lấy dấu này. Rồi, lấy dấu tự động. Giá là
50.000 một cái, lấy dấu như này nhá, lấy dấu tự động. Đấy, các bác nào làm cơ khí đồ các kiểu thì mình mua nha, giá 25.000 cái thôi. Còn đây thì bộ mũi khoan tạo ren. Ở đây nó gồm có 6 đầu nhá. Mũi khoan tạo ren này gồm có 6 đầu này. Đấy, nó phủ một lớp này thì nó có phủ một qua một cái lớp này, lớp vàng vàng này rất là cứng này. Đó. À, cái chất thép của nó là đâu đây xem nào. HSS này. Đấy. HSS nha. Chất thép của nó là HSS. Đó. À, cái size cỡ của nó thì là này là 1.5 to này. Còn loại nhỏ nhất là bao nhiêu đây? Ở trong đây có 6 đầu như này nha. Rồi. Hộp mũi khoan tạo ren giá là 160.000 hộp mũi khoan tạo ren. Đấy. Đây mùa mưa nó cũng tới rồi. Đấy. Đây cái này thì em về được cái lô đấy, băng keo chống thấm đấy, của Japan, Nano Japan nhé. Thì cái này á là bản của nó là 10 phân. Đấy. Dài là 5 mét nhé. Cái này thì mùa mưa tới rồi, các bác nào mà nhà kho, nhà xưởng nó bị dột ấy, thì mình có thể mua về mình dán vào nhé. Đấy. Này xài khá là ok luôn, keo siêu dính luôn. Đấy. Giá là 90.000 một cái băng keo băng keo chống thấm của Nhật. Giá là 90.000 nha. Băng keo chống thấm 10 phân 90k. Rồi, đây bút điện này. Bữa giờ thì nhiều bác hỏi bây giờ em mới về được. Cái bút này có thể là đo được thông mạch luôn nhá. Nó đo được thông mạch này. Đấy, khi ấy vào là nó lên màu xanh như này. Còn nếu như mà các bác cắm vào cực dương ấy, điện dương thì nó sẽ là vừa xanh vừa đỏ lên nhá. Đấy. Này nó có 3 cục pin sơ cua đi kèm. Các bác có thể thay pin khi hết pin. Xài cái này thì dễ gì mà nó hết pin được. Lâu lắm. Rồi. À, bút điện đo thông mạch xịn sò luôn nhá. Giá là 30.000 một cái. Rồi, sản phẩm tiếp theo là một cái thùng đồ nghề. Đây thì em có cái thùng đồ nghề này. Đấy, thùng đồ nghề này thì nó là thùng đồ nghề inox nhá. Sở dĩ inox thì cái vòng bề ngoài đây của nó là bằng inox này. Đấy, còn hai mặt đáy với mặt đáy là của nó là bằng nhựa. Đấy. Chốt này thì chốt bằng kim loại. Chỗ này có móc để các bác khóa lại luôn này. Thì nó cũng giống như bao nhiêu lục thùng đồ nghề khác, thì có các cái ngăn thôi. Ngăn lớn, ngăn nhỏ. Đấy. Có cái ngăn này, ngăn này. Đó, trên đây thì có một số cái chỗ mà để những cái dụng cụ vít viết này, đầu ốc yếc gì đấy. Rồi, giá của nó là 280.000 nha, thùng đồ nghề inox. Rồi, đến từ thương hiệu LS, là thương hiệu của Đức nha. Khá nổi tiếng nữa. Rồi. Giá là 280. Rồi vòi xịt hơi, đấy vòi xịt hơi. Nhiều lắm, bây giờ còn vài cái thôi. Vòi xịt hơi 45.000 nhá. Đấy, vòi xịt hơi cũng của LS luôn này. 45.000. Vòi xịt hơi. Còn đây thì là viên đá mài Katawashiwa, đá mài dao nhá. Size 5.000 8.000, giá 220.000 nhá. Đá mài dao. Đấy, cái này Katawashiwa này. Đấy, giá là 220. Độ mịn của nó như vậy đấy, có đế cao su. Bác nào mà hay chơi dao Nhật hoặc là sao dao gì được thì dao mài cái viên đá đó cực sướng luôn. Còn đây thì bộ ấm trà từ xa. Cái này thì bộ này nó gồm có 6 món như thế này nha. Đấy, 6 cái ly này. Đấy, thêm một cái bình trà nữa. Đấy, cầm bằng vừa bằng cái bàn tay này. Đấy, còn đây thì cái hũ đựng trà này. Rồi khay trà này. Cái này nó làm bằng gì nhỉ? Bằng bằng tre. Đấy. Nhìn cũng rất là sang trọng nhá. Cái này mà các bác bỏ ra bàn đá buổi sáng đồ gì mà nhâm nhi ly trà thì cực phê, cực phiêu luôn. Vừa phong cảnh nó cũng đẹp này.
kết hợp với bộ trà này mình uống nhâm nhi thì thôi, thì suy ngẫm sự đời cực sướng. Giá là bộ ấm trà từ xa này thì bên shop đang bán với giá là 180.000 nha, bộ ấm trà. Còn bình trà này thì giá là 160 này, bình pha trà nhé, bình pha trà 160 nha. Màu sắc của nó thì có màu trắng, màu đen, màu đỏ, ôi trời ơi, màu cam nữa. Ôi, nên em gửi ngẫu nhiên thôi. Đây. À, cái dung tích này của nó là chứa được 1 lít nha. À, đây là su S304. Cái bình pha trà này nó đặc điểm này. Đấy, nó rất là hay, ở trong là nó có cái đây. Nó có cái màng nọc trà như này. Đấy, các bác uống trà cám cũng còn được luôn. Uống trà cám đồ gì bỏ vào đây thì không sợ nó bị ấy luôn. Mà trà cám lại cực rẻ mà cực ngon. Trà cám là có loại trà vụn, khi mà phơi ra những cái loại chè, ví dụ như chè búp, chè biếc rồi các kiểu á, mình sàng sảy thì nó hay bị vỡ, bị vụn ra. Trà đó mới là trà ngon các bác, mặc dù là nó xấu thôi. Đấy, em đã từng biết về cái loại trà cám đấy rồi, nhưng mà giá hành của nó lại rất là rẻ. Đấy. Rồi. Vừa nhưng mà pha trà gì cũng được nhá. Đấy, một dung tích của nó 1 lít. Giá 160.000 bình pha trà. Rồi còn đây thì cảo chữ C nhỏ. Đấy, cảo chữ C nhỏ như thế này là giá là 160 nha. Cảo chữ C nhỏ 160k. Về các bác kẹp gì các bác kẹp này. Cảo C nhỏ 160. Rồi, còn đây thì găng tay chống cắt. Hôm nay thì em về găng tay chống cắt loại mới. Giá là 190.000 nha. Đây. Găng tay chống cắt loại mới này này. Đây thì một bên nó một cái này này. Đấy, lỗ của nó rất là thoáng, toàn bộ của nó đều là bằng sợi kim loại luôn này. Đấy, sợi nhỏ ti ti mà bện được cái găng tay này cũng rất là phức tạp chứ không phải đơn giản được bạn. Đây có cái chốt để khóa cái tay lại cho nó gọn gàng này. À, đấy, khóa cổ tay này này. Rồi, còn đây một bên thì găng thường thôi nha các bác nhá. Một đôi găng tay chống cắt như thế này. Đấy, một đôi này nhá. Các bác làm việc gì mà liên quan đến mổ xẻ mà sắc nhọn thì sử dụng cái này thì khá là ok luôn. Giá 190.000 một bộ găng tay chống cắt như thế này. Đấy, hàng rất là ok luôn. Còn găng tay chống cắt này thì nó kết hợp cả sợi vải và sợi thép luôn. Dao cứa thì không đứt nổi các bác nhé. Dao cứa thì cũng không đứt nổi đâu. Còn kia thì là full thép luôn kìa. Còn này thì một đôi như thế này, găng tay chống cắt này á, màu đen. Thì em nói là găng tay chống cắt màu đen đi, giá là 60.000 một bộ như này nhá. Găng tay chống cắt màu đen thì 60.000 bộ. Còn găng tay chống cắt loại xịn thì 190. Tùy tính chất công việc với thì khả năng các bác thôi, mình có thể là sử dụng. Còn đây thì là một cái đèn này. Đấy. Giá là 150 nhá. Đèn này để các bác xách đi được này. Đấy, soi được này. Đấy. Đấy. Rồi có sạc được bằng năng lượng mặt trời luôn này. Đấy, sạc được bằng năng lượng mặt trời. Rồi hoặc là mình có thể là sạc bằng có cái lỗ để mình là cắm sạc điện thoại được luôn này. Rồi ngoài ra thì mình có thể là sạc bằng bằng cái dây sạc của nó đi kèm đấy luôn các bác. Đây, nó có cái dây sạc như thế này. Đấy, đi kèm để các bác sạc pin cho nó ha. Giá 150. Cái này thì bóng đèn pin, đèn pin các bác nói là đèn pin cầm tay tròn nhá. Giá là 150 một cái. Còn đây thì cái đèn đội đầu bóng bi cầu. Giá 120.000 cái nhá. Đèn đội đầu bóng bi cầu mà có cảm ứng luôn các bác. Đấy, mùa mưa rồi, cái này các bác ngoài quê. Đấy. Cái này mà ban đêm mà đi soi ếch coi soi rắn về mà sáng ngày hôm sau là có được đĩa nhậu liền. Đây, đây. Đây, các cái chế độ của nó nhá. Đấy, có mấy chế độ luôn. Đấy. Rồi, có cổng sạc pin luôn đi kèm nhá. Đấy, cổng sạc USB. Rồi, đèn đội đầu bóng bi cầu giá 150 nhá. Đèn đội đầu bóng bi cầu lộn 120.000 nhá. Đèn đội đầu bóng bi cầu 120. Rồi, sản phẩm tiếp theo này các bác. Đây.
Sản phẩm tiếp theo là một cái mũ của Honda. Đây, cái mũ này mũ của Honda nhá. Mũ Honda này thì bên shop đang bán với giá là 170.000. Nó theo xe của xe Indo, size đầu thì các bác đội size đầu là 60 đổ lại thì khá là ok luôn nhá. Size đầu Việt Nam mình nó cũng cỡ đó thôi. Đấy. Đội mùa mưa mùa gió này thì các bác đội vào thì chắn được cái hạt mưa thì rất là ok luôn. Đấy. Mũ Honda giá là 170.000 một cái. Còn đây thì đèn lò xo này nó có nam châm luôn này, để các bác hít vào một chỗ để làm việc này. Rồi bóng nét của nó ở đây thì gồm 20 nét nhá. Đấy, 20 nét. Rồi. Cái đèn lò xo này thì giá của nó là 85.000 nhá, một cái đèn lò xo. 85k. Rồi, còn đây là một cái ép tỏi. Đấy, ép tỏi này thì nó đến từ thương hiệu Zinning của Đức nha. Cái này thì các bác có thể là bỏ tỏi vào đây ép, nó rất là cứng chắc luôn các bác ạ. Đấy. Ép tỏi này giá là 100.000 một cái nha. Cái này để nhà bếp thì các bác xài tới muôn đời. Đấy. 100.000 cái ép tỏi. Rồi, sản phẩm tiếp theo là một cái Zippo. Zippo này thì đây. Zippo này giá là 140.000 một cái nhé. Này thì nó nhìn cũng rất là đẹp. Rất là đẹp. Zippo thì đây. Các bác đổ xăng đổ dầu vào đây các bác nhé. Đổ xăng vào Zippo 140.000 nhé. Zippo 140.000. Còn này thì cái quẹt cái này thì nó xài ga các bạn. Cái này hết ga rồi. Xài ga. Đấy, quẹt ga hình điếu thuốc nhé. Đấy. Đấy, quẹt ga hình điếu thuốc. Cái này thì các bác có thể bơm ga bên dưới đây này. Cái lỗ bơm ga đây. Đấy, cái này em test cho các bác nhiều quá nên nhiều lúc là ấy là em nên là về các bác bơm ga vào xài nhé, nó hình điếu thuốc thì ga lượng ga nó vừa phải thôi. Rồi, quẹt ga hình điếu thuốc này thì giá là 60.000 một cái nhá. 65.000 chứ, xin lỗi các bác, 65.000 cái quẹt ga hình điếu thuốc này, các bác có thể là bỏ vừa bao thuốc luôn đấy. 65.000 cái. Đấy, nhìn mới lạ. Đấy, 65. Và còn rất là nhiều cái còn đây nữa này, dây điện này thì em đang bán cân ký nhá. Cái này thì em đang thanh lý ra là giá 150.000 một ký. Đấy, dây điện 3 pha 0.75, không phải là 3 pha, là 3 nõi 0.75 nhá. Về các bác có thể là chế vào cái máy móc cầm tay của các bác ạ. Những bác nào mà đang sửa chữa những cái máy mài máy cắt đồ các kiểu nhá, nó cũng đến từ thương hiệu Kawasaki của Nhật nhá. Đây này. Đấy, này thì em giao lưu các bác là khá là ấy rồi. Đây, Kawasaki này. Và hôm nay bữa nay em đang thanh lý ra 150.000 một ký. Đấy. Rồi, là giao lưu với các bác như vậy luôn. 150.000 một ký nha. Thì các bác cần cái lượng như thế nào thì mình có thể là liên hệ bên em để bên em cân cho các bác. Đấy, ở đây thì có nhiều cái cỡ. Quận này 2 ký 2 này. Quận này 1 ký 6 này, còn có quận 4 ký, là quận 5-6 ký, nhiều khi nó còn to có cả quận chục ký nữa cơ. Đó. Và cảm ơn các bác nãy giờ đã quan tâm theo dõi video của em Trường. Thì trước khi thoát khỏi video thì các bác cho em Trường xin một nút like, một nút đăng ký kênh và một nút chuông theo dõi để ủng hộ kênh cho em với nhá. Rồi, cảm ơn các bác rất là nhiều. Chúc các bác một buổi tối vui vẻ và hạnh phúc nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bác vào clip hôm sau.